hên thật anh em à, quay đúng một tune miễn phí với một 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 tune đánh xoáy 5 lần, nổ đúng 10 tượng để triệu hồi anh em à, đúng hên luôn. Chủ quạt thì mình cũng tính là nếu như mà không quay được thì chắc là cũng không mát được bên lì, nhưng mà may mắn là đúng một tune là đã đổ đủ 10 tượng để mát con bên lì này rồi, bởi vì chủ quạt cũng hết game rồi anh em à, còn 3k3 game thì cũng không không đủ để quay một tune nữa. Phải công nhận là hên dã man thật. Một tuần đầu tiên mình sẽ quay thử thêm một lần đánh xoáy 400 game nữa nha. Rồi. Như vậy là cũng đã đủ tượng để triệu hồi con bên lì rồi anh em ạ. Video ngày hôm nay anh em mình sẽ mát con bên lì này dành cho những anh em chơi chuyên về kỵ binh. Đầu tiên thì anh em mình sẽ tìm hiểu về những cái kỹ năng của nó nha. Ở đây thì sẽ có là kỵ binh, một chỉ huy giỏi dẫn dắt kỵ binh đa năng. Ở cái tab đa năng này thì nó có những cái điểm trừ, khi mà anh em đánh man rợ thì sẽ được giảm điểm hành động của các thứ ấy anh em ạ. Cái tab linh động thì nó thiên về di chuyển nhanh, thế nên cái nhược điểm của con chỉ huy này là cây tài năng của nó rất là dở anh em ạ. Cây tài năng của nó thì anh em chỉ nâng được thứ nhất là linh động, thứ hai là kỵ binh. Thế nên là con này đi đi chính, nếu như mà nó đi chính ấy, đánh nhau cây tài năng của nó mình nghĩ là nó rất là yếu. Thế nên là nhược điểm lớn nhất của nó là không thể đi chính được, mà nó chỉ có đi phụ thôi. Đó, theo theo cái cây tài năng mà mình thấy thì nó, nếu mà nó đi chính thì thực ra nó cây tài năng này nó không tốt anh em ạ. Chỉ có đi phụ, thế nên là cũng khá là khó đúng không anh em? Không biết thì video ngày hôm nay mình sẽ đánh thử xem thử là nó có kết hợp được với con nào mạnh hay không. Ở cái kỹ năng đầu tiên thì gây hệ số sát thương là 2k4, giảm cuồng nộ là 50 và tăng yêu cầu thịnh nộ lên cho mục tiêu là 200 nhé anh em. Ở cái kỹ năng thứ hai thưởng tốc độ hành quân kỵ binh, mình rất là kỳ vọng là con này sẽ đi phụ cho hạng vũ và sẽ là một cặp kỵ rất là tốt, và mình nghĩ là anh em kỵ binh chơi chuyên kỵ cũng nghĩ như mình. Thì ở đây có thưởng tấn công kỵ binh 30%, thưởng tốc độ hành quân kỵ, hạng vũ thì nó đi cũng khá là chậm, thế nên con này thì có thêm được tốc độ hành quân bù trừ cho hạng vũ mình nghĩ là khá là tốt. Thêm một cái nữa là thưởng tốc độ hành quân kỵ binh khi mà thoát khỏi giao tranh, có nghĩa là khi mà anh em đánh nhau và anh em rút khỏi đánh nhau và có cái báo cáo nó gửi về cho anh em xem ấy, thì nó gọi là thoát khỏi giao tranh, thì anh em sẽ được bút tốc lên tới 60%. Cái này mà kịp hạng vũ thì sẽ khắc phục được cái nhược điểm là hạng vũ tính ra nó đi cũng khá là chậm. Cái phòng thủ kỵ được tăng thêm 25% và gây hệ số sát thương trực tiếp là 500. Cái này thì có xác suất 10% cơ hội nhé anh em. Giảm sát thương kỹ năng 10%, cái kỹ năng này thì cũng khá là tốt rồi. Giảm sát thương kỹ năng này giúp cho anh em đánh hồn phiêu nó sẽ khỏe hơn. Thưởng sát thương kỹ năng 30%, cái này thì anh em thấy là hạng vũ bây giờ nó gây sát thương không không cao nữa, thế nên cái chỉ số thưởng sát thương kỹ năng này mình nghĩ nó là tốt. Còn nhưng mà cái này nó có điều kiện nhé anh em, mục tiêu còn dưới 80% binh lực. Thì mình thấy đa phần thì khi đánh phiêu thì cũng khá nhiều người chơi thì sẽ xuống máu vàng khá là nhanh, thế nên là cái kỹ năng này mình nghĩ là nó cũng sẽ hoạt động tốt nhé anh em. Và mở khóa chuyên môn, cái này mình nghĩ là tốt nhất nè. Nếu đội quân mục tiêu ở trong trạng thái bị bao vây thì nếu ba đội quân thì tăng sát thương hứng chịu lên 6%. Cái này nó giống như là debuff rồi, thay vì như con Herman ấy thì nó rải debuff tùm lum hết, thì con Belly này nó sẽ tập trung cho một con. Thì cái này nó khá là mạnh khi mà anh em đánh 4 5 đạo và swarm mục tiêu, thì cái này nó rất là tốt nhé anh em. Tất cả các sát thương hứng chịu tăng lên tối đa là 12% nếu như anh em đánh 5 đạo, thì có thể nói là dứt điểm mục tiêu phải nói là cực kỳ nhanh. Một số anh em chia sẻ là con này kẹp với con hoắc khứ bệnh thì sốc đam cũng rất là đau, thì không biết là trong video ngày hôm nay mình đáng nữa mình cũng sẽ thử kẹp với hoắc khứ bệnh để xem là kẹp với hạng vũ, kẹp hoắc khứ bệnh, kẹp với Nesquik hoặc là kẹp với Yuan thì con nào sẽ là con gây sát thương được cao nhất. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ triệu hồi con Bentley này nhé anh em. Hên quá, vừa đủ tượng để triệu hồi luôn. Rồi ok, bây giờ thì nâng cái cấp độ level cho nó đi. Rồi level 10 thông thường ấy thì anh em chỉ cần nâng tới level 40 là được rồi, bởi vì nó đi chính 30 hoặc 40. Mà đây thì
Tụi bạn không chơi lâu rồi, không giống như mình là có nhiều sách nhiều tượng, nên mỗi lần nâng là nâng lên level 60 luôn. Sẵn đây là cây tài năng cho anh em. Cây tài năng con này thì mình nghĩ là điểm mạnh của nó là chỉ có nhảy mỏ rồi có thứ đó anh em ạ. Dùng hồi xưa ấy thì anh em nhớ không, là hay anh em hay sử dụng con tướng tím là bên lì tím với lại cao cao tướng cam để đi móc vỏ các thứ, phá địch các thứ. Thì bây giờ thì lý lịch đã giúp cho anh em có được cái đam mê đó tốt hơn, thực hiện cái đam mê đó tốt hơn, là ra hẳn con bê lì cam để cho anh em có thể kẹp cùng cao cao cam, cũng là một con tướng cam để đi quậy mỏ. Nhưng mà chắc chắn là bê lì cam thì nó sẽ xịn hơn về cái hệ số sát thương kỹ năng các thứ rồi. Thì anh em đi bây giờ mà anh em vác đi quậy mỏ thì đúng là bét rồi anh em ạ. Không cần phải vác tướng tím đi quậy mỏ như hồi xưa, mà bây giờ anh em có thể vác luôn bê lì cam đi quậy mỏ. Nó lên 60 để em dựng cây tài năng cho nó luôn nhé anh em. Rồi nãy giờ mới có 50. Và đây thì mình nghĩ là nếu mà chưa test tiếp cái thứ, thực ra mình chưa biết là nó có mạnh hay không, nhưng mà mình thấy đa phần các anh em chuyên kỵ là có cái tư tưởng rất là thống nhất, đó là tướng kỵ ra là sẽ mát, cứ còn nào ra mát trong đời từ thống đốc rồi nè. Rồi đây là có một con bèn lầy level 50 rồi. Giờ sẽ lên cấp độ level 60. Rồi, mắt binh mắt cấp. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng tham khảo về cây tài năng cho nó nha. Đó, như nãy mình nói ấy, nó sẽ có cái tách đa năng. Cái này thì anh em nâng thì nó sẽ, khi mà đi đánh ban thì nó sẽ giảm điểm hành động. Thì con Bentley thì mình nghĩ cây tài năng này thì nó không thể đi chấn được, cho nên là anh em cũng có thể cộng điểm này để kẹp đánh ban rỡ các thứ thì nó cũng đỡ tốn điểm hành động. Còn không thì mình nghĩ là nên nâng cái mát cái nhánh đỏ này. Đội quân chỉ huy này gây 3% sát thương trong 10 giây đầu tiên của trận đấu. Thì cái này nó nhằm mục đích là anh em nếu như anh em vác đi nhảy mỏ hoặc là phá mỏ địch trong lúc mà giao tranh đánh nhau cái thứ, để địch không farm được, không có cái vị trí để sử dụng dịch chuyển thành phố được. Thì mình nghĩ cái cây tài năng mà anh em nâng mát đỏ như này đánh 10 giây đầu tiên nó cũng khá là tốt. Rồi cái điểm cộng tiếp theo đó là tăng 20% tốc độ hành quân kéo dài 10 giây sau khi rời khỏi công trình hoặc điểm tài nguyên. Đây, sinh ra chỉ để đi nhảy mỏ thôi anh em ạ. Rồi một điểm tiếp nữa, mỗi khi đội quân này chịu sát thương kỹ năng, họ tăng 5% tốc độ hành quân kéo dài 5 giây. Có nghĩa là trong quá trình đi nhảy mỏ các thứ mà anh em bị địch nó dí ấy, thì anh em cũng có thể sử dụng cái điểm này, anh em cũng sẽ được bút tốc nha. Có nghĩa là bị địch đánh thì anh em vẫn có thể bút tốc để chạy được. Rồi tiếp đến là hành quân chiến thắng, mỗi khi đội quân của chị này đánh bại đội quân của thống đốc khác, họ tăng 5% tốc độ hành quân kéo dài 10 giây. Có nghĩa là đấm được đạo nào thì chạy cũng được bút tốc để chạy cực kỳ nhanh. Nói chung là cái cây tài năng thì cái gì cũng dính đến cái việc là tốc độ di chuyển nhanh thế này mà. Mỗi khi đội quân kẻ thù gây ra hiệu ứng làm chậm cho đội quân chị này, và xác suất 10% miễn nhiễm. Cái này cũng không ngon đâu, cộng cái này ngon hơn này nè. Tăng 600 tốc độ quân. Rồi một cây tài năng mà chắc có lẽ là anh em có thể sử dụng. Cây này mình nghĩ là với cái cây tài năng này anh em không thể đánh đồn phiêu và đánh chính được, nó chỉ đi phụ thôi anh em ạ. Còn cây tài năng này anh em cũng có thể tham khảo để có thể sử dụng trong những cái trường hợp mà quấy rối địch, móc mỏ đánh farm các thứ, thì anh em có thể sử dụng cây tài năng như thế này nha. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ nâng mát kỹ năng. Mát kỹ năng cho bên lì. Mình đủ tượng rồi, thế nên là cứ thấy là bục thôi. Mình nghĩ con bên lì này chắc không dành cho những em mà không chơi chuyên kỵ mà không có sẵn hạng vũ mát. Mà thực ra thì cũng chưa biết được anh em ạ. Để lát nữa mình sẽ kẹp hạng vũ hoặc những con tướng kỵ khác để đánh thử xem con nào thì có cái báo cáo gì bọt gây thương nặng tốt nhất, cao nhất, thì là nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ thích hợp ở đây với con đó nhất. Nhiều anh em thì chia sẻ đi hoắc thứ bệnh. Nếu mà thực sự nó đi với hoắc thứ bệnh khỏe thì
một số anh em chuyên kỵ sẽ trả lại William cho hạng 4 thôi. Nhưng mà cặp đó thì nó có cái điểm trừ, mình thấy nó là nó không có AOE anh em ạ. Còn nếu như con này mà đi cho hạng vũ ngon thì là nó lại có AOE thì nó sẽ xịn sò hơn đúng không anh em. Còn đi với Nét hoặc là Hoặc tứ bận thì lại không có AOE. Dân chơi chuyên kỵ ra là mát luôn. Không lằng nhằng, không nói nhiều. Rồi, như vậy là mình đã thức tỉnh và mở khóa chuyên môn cho Bailey Sarius. Bùm. Này, sở quan mình đúng bài ấy. Đội quân mục tiêu ở trong trạng thái bị bao vây. Quả này mà Bailey mà nếu mà nó đi hạng vũ mạnh, nhiều khi mấy boss lại đánh chuyển sang đánh 3 kỵ. Thêm còn hạng vũ nào nữa, vừa có đi bút giảm thủ, vừa sốc đam nhanh. Rồi, như mình đã, vậy là mình đã có một con Bailey mát rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành test cho nó đi phụ với hạng vũ, đi phụ với Nidhi và cho nó đi phụ với Vắc Tú Bệnh. Rồi, ok, bây giờ là mình đã tháo hết trang bị với lại vũ trang của ba đạp 4 con rồi nha anh em. Hạng vũ, Nidhi, Vắc Tú Bệnh và Doan. Bây giờ thì mình sẽ test nó trong cái hẻm núi thôi nha. Hoàng hôn hẻm núi, ở trong cái sự kiện này thì có những cái hiệu ứng boost sẽ có hiệu lực ở trong cái hẻm núi này. Thứ nhất là cấp bậc chỉ huy, tài năng, trang bị, thánh vật bảo tàng, đội hình và thưởng sức chứa quân đội. Thì trang bị với lại đội hình thì mình cũng gỡ ra rồi, thì coi như là nó đều như nhau nhé. Rồi, mình sẽ test với cái A của mình nè. Đây là có để sẵn Nidhi rồi, mình sẽ thử Nidhi đi, Nidhi với Bailey đi. Đây, 105 luôn. Hai con kỵ y chang nhau. Ok. Em Bailey đánh như thế nào? Thực ra con Bailey này thì nó mạnh. Con Bailey này thì nó mạnh lúc mà anh em đánh năm đạo vì cái chuyên môn của nó. Sốc đam nhanh. Nét Doan đấy anh em ạ. Cái đạo của mình máu đỏ trước kìa. Nét Doan máu đỏ trước nè. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ Nidhi Bailey rồi. Mình sẽ thử hạng vũ. À, Hoặc cứ bận đi. Hoặc cứ bận Bailey chắc đang chắc luôn quá. Ngang nhau à? Nét Doan vẫn khỏe quá nhỉ? Vẫn khỏe không mấy? Nhưng mà vẫn win. Cặp tiếp theo Doan, mình rất kỳ vọng con hàng vũ đi với Bailey sẽ mạnh, thế nên mình sẽ test cuối cùng Doan với Bailey. Tài năng thì mỗi con là một điểm cây tài năng điểm mạnh khác nhau, thế nên là mình không reset cây tài năng nhé anh em. Doan bên lề hơi yếu. Không lại cặp Nét Doan được. Nét Doan nó vẫn xịn sò thật. Nhưng
mà con Bentley mà tính đánh năm đào là nó mạnh đấy, anh em đặt chuyên môn là anh em thấy. Netjuan thì thua nè. Rồi. Một cặp tướng mà mình kỳ vọng cuối cùng là Hạng Vũ với lại Bentley. Cặp này mà ngon thì vừa đánh ôn kêu anh em vừa cứu được Hạng Vũ, vừa có AOE các thứ, vừa nổ skill nhanh. Đúng bài luôn. Đồ gãy luôn rồi, hàng với bên lì cũng gãy luôn rồi anh em ạ. Nhưng mà test này là một phần nhá anh em, còn không biết đánh ôn phiêu thực tế thì nó như thế nào nữa. Chứ không phải test nó cũng chưa nói lên được lên hết cái gì đâu. Mình nghĩ là còn thực tế và đánh ôn phiêu nữa. Vì con bên lì nó mạnh khi mà đánh anh em đánh 4-5 đạn trở lên thì sẽ qua một địch nữa. Rồi Hạng Vũ bên lì cũng tập rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ sau khi hẻm núi xong thì mình sẽ test ở ngoài nhé. Viết thì mình nghĩ là nó cũng cân bằng nhau rồi. Nó chỉ khác mỗi cái là... À đây, đang xài cái skin kỵ này. Thì mình sẽ để lại cái skin thường, nó là pháp. Nó khác mỗi cái bút này, nó minh pháp thôi. Thì pháp 300 máu. Còn mình thì đang sử dụng cái skin... mình sẽ đổi skin lại, skin thường thì... mình sẽ nó chỉ khác 3% máu, coi như là cho đảo ở bên này thì có lợi máu đây, sử dụng thiệt hại kỹ năng. Thiệt hại kỹ năng 5%. Còn bởi vì bên kia mình đang sử dụng đèn văn minh để chế Ottoman rồi. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái skin nhà thường. Thì nó sẽ bù qua bù lại về thiệt hại kỹ năng là 5%. Sẽ tấn công luôn, thì hai bên đều có hiệu ứng chiến tranh điên cuồng hết nha. Xem skill ở ngoài xem nó như thế nào. Nhìn thì có vẻ skill nó không được đẹp lắm đâu anh em ạ. Bên lì cặp này chắc đánh đồng ngon, chứ còn solo thì thua rồi anh em ạ. Nature vẫn khỏe quá. Ở ngoài thực chiến thì mình nghĩ là nó đang bị lệch cái 3% máu pháp ấy. Kỵ thì hai bên kỵ như nhau rồi, thì thường rồi. Nên là hàng nó khỏe hơn một chút xíu. Cũng không ăn được cặp Nature. Thì như mình cũng nói nãy giờ rồi ấy. Bentley nó mạnh về đánh nhiều đạo hơn, là đánh solo như thế này. Thế nên thực tế thì vẫn phải chờ anh em là mát tưởng như là đánh kill thì mới có cái nhìn tổng thể tốt nhất này mà. Còn mình thì mình vẫn nghĩ là trên kẹp với Hạng Vũ. Nếu anh em mà chơi chuyên kỵ thì anh em đánh thử trong Hạng Vũ bên lì rồi nhé. Nó có AOE. Thứ hai là anh em đang bỏ Hạng Vũ thì có thể cứu lại, vớt vát được Hạng Vũ để đánh ba đạo kỵ khỏe hơn. Đó. Còn nếu như mà anh em nào mà không chơi chuyên kỵ thì mình nghĩ là thôi, anh em không cần phải lên bên lì đâu. Vì anh em thấy được là nó cũng có cái nhược điểm, mà không, thứ nhất là không thể đi chính được mà chỉ đi phụ thôi. Mà đi phụ thì thay vì lên bên lì thì anh em có thể lên hoắc khứ bệnh Yuan thì đánh nó vẫn khỏe hơn là bên lì với hoắc khứ bệnh, hoặc là Yuan hoắc khứ bệnh, Yuan bên lì các thứ. Thương nặng 25k, 21k, 25k. Bên lì
Tết trong Tết ngoài luôn nha. Rồi, nét cây bên lề. Nãy Tết ở trong hẻm núi rồi, bây giờ thì Tết ngoài cho anh em xem. Kêu bên lề nhìn có vẻ không được rõ lắm nè. Thì hình như cái tép hẻm núi thì cặp này nó cũng thắng nét kỳ với bên lì thắng nét doan, bây giờ thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ thắng. Nhiều lính quá lâu nha, anh ca nhiều lính lâu quá. Nãy giờ không hết lính à, bất tử thật sự. Doan thương nặng 28k. Hoặc cứ bệnh bên lề. Lấy hoặc Doan thì anh em cũng thấy rồi, hơi bị lỗ, thua nên là khỏi test cặp lại đây. À Doan chứ. Đấy Doan với lại bên lề. Nhưng mà đánh đồng mà ngon ấy, thì anh em vẫn đánh nét doan thôi, hoặc tôi bệnh Willy để cho cặp hoặc tôi bệnh Willy nó có AOE. Còn gì mình thấy là đi thích hợp nhất là đi với hạng 4, là hạng 4 bên lì thì cặp này cũng sẽ có AOE. Đánh phiêu thì như nãy giờ mình cũng có chia sẻ là mình thấy là bên lì nó thích hợp cho anh em đánh 4-5 đạo, và những anh em chơi chuyên kỳ có muốn đánh tới 3 đạo kỳ để khắc phục con hạng 4. Hiện tại chưa có tướng ghép thì anh em mới lên bên lề, không thì thôi, còn lên này báo cáo thì bọt cũng không có gì đặc sắc, không có nói được quả mạnh, nhưng mà mình nghĩ là cặp này đánh đồng 5 đào là sẽ rất là mạnh, vì nó có chuyên môn bên lề thực sự rất mạnh. Còn nếu mà nhiều anh em chia sẻ hoặc cứ bệnh thì với bên lề nó không có AOE, bóng phiêu thì mỗi đào phải có một con có AOE thì anh em mới kiếm kill được cái AOE đó sẽ tốt hơn. Nếu mà hai con đều không AOE hết thì nó cũng là một cái hạn chế rất là lớn này mà. Tốt nhất là chỉ phù hợp để đi solo thôi. Đánh nhau thì nên có AOE. Thế nên là mình vẫn kỳ vọng là sẽ đi với hạng để đánh phiêu sẽ cực kỳ tốt. Mình thì không có đủ tướng meta để test cho anh em, ví dụ như có một số cặp meta bây giờ là Gia Cát Lượng với lại Herman nè, và cái SC với lại Lưu Trì, thì mình lại không có hai cặp đó để test anh em. Như cơ bản trong video ngày hôm nay thì cũng test để cho thấy là con bên lì nó sẽ đi tốt với con tướng nào. Thì ở trong video này dựa theo cái report mà nãy giờ nó thể hiện, và trong cái khi quá trình mình đánh hẻm núi thì anh em cũng có thể thấy được là
nó sẽ đi tốt tốt nhất là với Nidoqui, nhưng mà đi với Nidoqui thì lại không có AoE. Tiếp đến là đi tốt với Hoắc Tử Bận, nhưng mà Hoắc Tử Bận thì lại phúc vẫn lại không có AoE. Thì tiếp theo là đi tốt với Hạng Vũ, còn Doan thì hơi yếu thật. Nên mình thấy là đi với Hạng Vũ không quá tệ, mặc dù là báo cáo vì bọt thì thua cặp nét Doan kìa ấy. Thương nặng là 26, thương nặng là 21. Ồ, cặp Hoắc Tử Bận bên lì thương nặng nhiều thế, 26, 29 là 3k. Ít hơn nha, đây 21, 28 là gây thương nặng tới 7k. Đây gây thương nặng có 3k thôi. Và đây Hạng Vũ thì lại lỗ 4k. Vậy là tốt nhất là đi với Nidoqui, nó gây thương nặng nhiều nhất nè, 7k. Rồi đến Hoắc Tử Bận 3k. Hạng Vũ thì báo cáo tệ nhất, nhưng mà mình nghĩ là đánh on field thì cặp này vẫn sẽ rất là tốt. Mình nghĩ như vậy, bởi vì bây giờ chưa đánh field thì không cầm tướng đánh field thì cũng không thể biết được anh em ạ. Hồi nãy thì có báo cáo hẻm núi, mình để mình mở lại cho anh em xem. Hoắc Tử Bận với bên lì này còn lại 17k nè. Giết 100, giết 90. Nét với Hoắc Tử Bận nè, giết 105. Doan với lại bên lì nè, Doan bên lì thì yếu. Hạng Vũ với lại bên lì, số người giết được là 91, cũng không quá tệ này mà. 91 là cũng không quá tệ đâu. Rồi vừa nãy mình nói với anh em rồi, mình không có cặp meta, cho nên mình sẽ test, nhân tiện có tướng thì test luôn cho anh em xem. Cặp cung thôi, mình sẽ sử dụng Hạng Vũ nha, Hạng Vũ bên lì nha, đánh phiêu. Cung thì không phải cung meta nhé anh em, có cái gì thì xài cái đấy. Chứ nếu mà ạc mà có phun tướng thì mình cũng sẽ test đầy đủ phun tướng cho anh em xem. Gia Cát Lượng với lại Di đi, mình thấy anh em nhiều anh em hay đánh cặp đấy. Ồ, đừng nói cặp Gia Cát Lượng Di thắng cặp Hạng Vũ với lại Belly là toang. Ồ, nó thắng thật luôn kìa anh em ạ. Quá chừng đó nhờ. Ủa ôi, cứ thế. Nghe cái lượng dây cung mà nó bục kỳ chết luôn kìa. Ấn trường đó nhờ. Còn bên lì còn có một cái skill là xuống 80% ấy, 80% máu là nó được thưởng thêm các kỹ năng. Nên lúc giao tranh ban đầu full máu nó hơi yếu một chút. Tập cùng máu đỏ trước. Nhưng mà nếu mà Gia Cát Lượng dây mà Hạng Vũ bên lì không thể thắng được thì mình nghĩ là chắc Gia Cát Lượng hơn man mà nó bắn cặp kỵ này há bỏ hết. Nhưng mà mỗi cặp thì nó sẽ có điểm mạnh riêng khi mà đánh on field. Tất nhiên khi mà đánh on field thì đâu có ai được đánh solo đâu đúng không anh em, người ta đều đánh 4-5 đạo hết, nên mỗi cặp sẽ có một cái điểm mạnh riêng của nó. Còn solo thì chắc chắn mình nghĩ là không ăn được Gia Cát Lượng lại hơn man đâu. Gia Cát Lượng dây đã không ăn được rồi, Gia Cát Lượng hơn man nó bị bút đầu đó. Ồ, thành quá. Vậy là vẫn thắng anh em ạ. 26-32.
Thôi vẫn thắng là vui rồi, tưởng thua thì hơi buồn. Rồi, thử cặp cho lưu chè coi sao nè. Lát nữa mình nói chung có gì thử đó nha anh em. Còn những cặp mà mình không thử có nghĩa là mình không có. Đặc biệt là cặp đang rất là hot meta, đó là gia cái lượng thơm ma với lại SC lưu chè thì mình không có nên mình không thử. Alex SC lưu chiệt Alex cũng vậy, bởi vì ạc này mình không có Alex. Có gì để xài nãy cho anh em xem nha. Cái gò gò chè các bạn nó khỏe phết thế này mà. Đập thẳng muốn tê tu luôn kìa. Đang khề máu luôn. Chảy rồi, gò gò chè, chảy quá. Bên mà solo đánh đến chết thì đúng là nó khỏe thật anh em ạ. Rồi test phát cuối nha. Rồi má tương nặng gớm thiệt chứ. Đem trừng phạt. Tương nặng ghê thật. Lưu chè CM. Ô luôn mấy cái gì? Để lưu chè mạnh thật. Đoàn máu trước luôn rồi. Cũng may Canada. Quá nhờ hai cặp bộ thể thật. Lưu chì có lại CM mát khỏe luôn, cũng mát khỏe luôn. Nhưng đang thực phạt bây giờ chưa có con nào có cái skill giảm đam hệ số chắc không thực phạt lắm. Nên là đam nó vẫn rất là đau này. Thank you.
3-2, 2-2. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay mình cũng đã test thử những con tướng mà mình đang có sẵn. Tất cả các ghép nối tướng, ví dụ như là Hạng Vũ với lại Bentley, Nidhi Bentley, hoặc cứ bệnh Bentley, thì qua cái report thì anh em cũng thấy rồi. Thì nó cũng là cái cách để cho anh em xem thử là con Bentley sẽ đi với con tướng nào thì phù hợp nhất. Tuy nhiên là nó vẫn chưa phải là 100%, bởi vì trên on field thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Thế nên mình vẫn kỳ vọng là Hạng Vũ với lại Bentley sẽ là một cặp đánh on field rất là tốt. Thì giống như thế này, anh em đánh chuyên kỵ, đánh tới 3 đạo kỵ thì bây giờ có thể thay Hạng Vũ với lại Bentley. Mình nghĩ là đánh on field, đánh với 5 đạo thì cái chuyên môn của Bentley nó sẽ cực kỳ tốt. Khi mà swarm thì tất cả các sát thương hứng chịu nên tăng lên 12%, nó không khác gì như mọi thiệt hại tăng lên rồi anh em ạ. Thì nó rất là mạnh. Không biết anh em nghĩ sao, đánh field thì sẽ như thế nào và cái cách thiết kế tướng thì như cặp nào, Bentley đi với con nào rồi ngáp. Thì anh em chia sẻ một bình luận ở dưới video nhé. Tướng tá thì mình có cái gì thì mình test cái đấy, thế nên là có một vài con tướng meta thì lại không có để test cho anh em. Nó cũng là một điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà cũng hy vọng qua video này thì anh em có thể thấy được và đi với Hạng Vũ cũng không quá là tệ, đúng không anh em? Và như mình phân tích rồi, Bentley nó mạnh khi mà đánh đúng 5 đạo và đi swarm địch thì nó rất là khỏe. Còn về cái nhược điểm thì nó không có AoE và nó không có mạnh khi mà solo cũng như là đi chính, nó chỉ đi phụ thôi anh em ạ. Đó cũng là cái nhược điểm lớn của Bentley này. Thế nên lời khuyên của mình là anh em không chơi chuyên kỵ thì mình nghĩ là anh em không nên lên. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn ủng hộ cho mình xin một like, ủng hộ cho mình đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.